cô chào các em bài học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em cách gọi tên của oxide dựa vào khả năng phản ứng của oxide với acid hoặc base người ta chia chúng thành bốn loại thứ nhất là oxide base hai là oxide acid ba oxide lưỡng tính bốn là oxide trung tính Để gọi tên oxide, chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất, oxide có chứa nguyên tố kim loại. Nhóm thứ hai, oxide có chứa nguyên tố phi kim. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em cách gọi tên oxide có chứa nguyên tố kim loại. Với oxide có chứa nguyên tố kim loại, chúng ta sẽ gọi tên của kim loại và kèm theo hóa trị và chú ý chỉ kèm theo hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị và cộng thêm từ oxide. Chúng ta lưu ý hóa trị sẽ được phát âm bằng tiếng Anh. Ví dụ hóa trị 2 chúng ta sẽ đọc là two. Hóa trị 3 sẽ đọc là three. Đối với kim loại đa hóa trị thì bên cạnh cách gọi tên kèm hóa trị thì có thể dùng một số thuật ngữ tên thường để chỉ cả hóa trị mà kim loại đang mang ví dụ đuôi x hướng đến hợp chất mà kim loại thể hiện mức hóa trị cao còn đuôi ớt hướng đến hợp chất mà kim loại thể hiện mức hóa trị thấp các em lưu ý nhé sau đây cô và các em sẽ đi vào một số ví dụ cụ thể với tên gọi của một số oxide có chứa nguyên tố kim loại. Ví dụ thứ nhất, trong công thức Na2O, như các em đã biết, sodium có duy nhất một loại hóa trị, đó là hóa trị 1. Nên tên gọi của Na2O được gọi là sodium oxide. Hoặc với Al2O3, aluminium có duy nhất một loại hóa trị, đó là hóa trị 3. Vậy, tên gọi của Al2O3 là Aluminum Oxide. Như các em đã biết, Ion có hai loại hóa trị là hóa trị 2 và hóa trị 3. Trong công thức của FeO thì Ion thể hiện hóa trị 2 nên chúng ta gọi công thức của FeO là Iron 2 Oxide. Hoặc các em có thể gọi ferrous oxide. Trong công thức Fe2O3 thì iron thể hiện hóa trị 3 nên chúng ta gọi Fe2O3 là iron 3 oxide. Hoặc các em có thể gọi ferric oxide. Như các em đã biết Copper có hai loại hóa trị, đó là hóa trị 1 và hóa trị 2. Trong công thức của Cu2O thì copper thể hiện hóa trị 1 nên Cu2O có tên gọi là copper 1 oxide. Hoặc các em có thể gọi cuprous oxide. Trong công thức CuO thì copper thể hiện hóa trị 2 nên chúng ta gọi công thức của CuO là Cofer, two oxide. Hoặc, các em có thể gọi copper oxide. Trong công thức Cr2O3 thì Cr thể hiện hóa trị 3. Chúng ta gọi công thức của Cr2O3 Climium, là three oxide. Hoặc, các em có thể gọi là chromic oxide với oxide có chứa nguyên tố phi kim chúng ta có hai cách gọi tên cách thứ nhất tên phi kim cộng với hóa trị và cộng thêm từ oxide cách thứ hai chúng ta xác định số lượng nguyên tử cộng với tên của nguyên tố phi kim, cộng với số lượng nguyên tử oxygen và cộng thêm từ oxide. Ở đây các em lưu ý, với cách gọi hai thì số lượng nguyên tử được quy ước là mono nghĩa là 1, di nghĩa là 2, tri nghĩa là 3, tetra là 4 và penta là 5. Theo quy tắc giản lược thì nguyên âm mono outside chúng ta đọc là monoxide và Venture oxide chúng ta đọc là pentoxide Bây giờ cô và các em cùng đi vào một số ví dụ cụ thể. Với công thức SO2 ở đây sulfur có hóa trị là 4 nên chúng ta đọc là sulfur 4 oxide. Hoặc với cách đọc thứ hai thì công thức của SO2 chúng ta đọc là sulfur dioxide. Tiếp theo, trong công thức SO3 thì sulfur có hóa trị 6 nên chúng ta đọc công thức này là sulfur 6 oxide. Hoặc em có thể đọc cách 2. Sulfur trioxide. Với công thức CO. Trong công thức này, C có hóa trị là 2. Chúng ta đọc là carbon 2 oxide. Hoặc các em có thể đọc là carbon monoxide. Trong công thức CO2 thì carbon có hóa trị là 4, nên chúng ta đọc công thức của CO2 là carbon 4 oxide. Hoặc các em có thể đọc theo cách 2. Carbon dioxide. Với công thức P2O5 thì phosphorus có hóa trị là 5 trong công thức nên các em có thể đọc là phosphorus 5 oxide. Hoặc các em có thể đọc cách 2. Diphosphorus pentoxide. Với nội dung ở trên, sau đây cô sẽ cho các em một bài tập tự luyện để các em viết và đọc tên các oxide. A. PPO B. P2O3 C. MgO D K2O E N2O5 Chúc các em học tốt phần gọi tên của oxide. Hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo.